Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Nga Ninh Thử Miếng. Bạn có bao giờ thử các loại bánh được làm từ bột mì nguyên cám chưa? Cảm nhận của bạn thế nào? Mình thì thấy bánh sẽ hơi khô và có vị chua nhẹ. Nhưng mà đây lại là một trong những nguyên liệu thường được sử dụng khi chế biến các món ăn kiêng. Thật ra thì nếu mình biến tấu kết hợp với các loại hạt và quả khô thì mình sẽ có món ăn rất độc đáo và lạ miệng. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người món bánh yến mạch nguyên cám với quả khô và hạnh nhân, ăn kèm kem phô mai yogurt nha. Nếu thích, hãy bấm đăng ký theo dõi kênh Nga Ninh Thử Miếng của mình để đón xem thêm nhiều món ăn đơn giản khác nữa nhé. Còn chờ gì nữa, vào bếp thôi. Mình sẽ trộn các nguyên liệu khô vào chung một cái tô trước. Bạn nên chọn mua loại bột nguyên cám mịn nha. Một số loại bột sẽ có hạt hơi to thì bánh sẽ không được mịn như mong muốn đâu. Có loại bột có màu hơi đục nữa, như vậy thì thành phẩm bánh sẽ có màu hơi sẫm lại. Tiếp theo mình sẽ rây bột nở, muối nở, bột quế, bột nhục đậu khấu và muối. Rây kỹ các loại bột này để hỗn hợp được trộn đều nha. Nếu ăn ngọt hơn thì bạn tăng thêm 10-20g lượng đường cỏ ngọt nhé. Do mình đang ăn kiêng nên với lượng đường này thì mình thấy bánh có vị lạc. Nhưng không sao vì trong bánh còn có thêm các loại quả khô nữa mà. Tiếp tục cho thêm yến mạch cán dẹt, vỏ trái cam vàng. Dùng phới lòng để trộn mạnh tay cho đến khi hỗn hợp bột được đều nha. Mình tạo một cái giếng ở giữa tô để cho các nguyên liệu nước vào. Đầu tiên là lòng đỏ trứng gà. Sữa hạnh nhân không đường này mình tự làm nè. Nước cam ép tươi rói luôn. Dầu dừa loại dùng trong nấu ăn. Thêm vani cho bánh thơm thiệt thơm nha. Vì chứa hàm lượng gluten ít nên bột mì nguyên cám làm cho bánh đặc hơn, độ nở ít nhưng lại có vị đậm đà và hương thơm rất đặc trưng. Bột mì nguyên cám được chế biến bằng cách xay hoặc nghiền nát toàn bộ hạt lúa mì, gồm có phần cám, tức là lớp vỏ phía ngoài, phần mâm và phần nội nhũ, cho nên bột nguyên cám giữ lại hầu hết các chất dinh dưỡng và hương vị đặc trưng vốn có của hạt lúa mì. Trong tô sạch khác mình sẽ dùng máy đánh trứng để đánh phần lòng trắng trứng cho đến khi lên bọt nhỏ trước. Mình luôn đánh trứng ở tốc độ cao vì công suất máy của mình hơi thấp. Cho thêm bột tata để trứng mau bông và không bị xẹp nha. Đánh đến khi thấy trứng bông lên thành kem là đạt. Chia kem thành 3 lần để trộn vào bột. Sự khác biệt giữa bột mì nguyên cám và bột mì trắng chính là ở phần nguyên liệu để sản xuất hai loại bột này. Trong khi bột mì nguyên cám được xay từ nguyên hạt lúa mì luôn, thì với bột mì trắng người ta sẽ tách bỏ lớp vỏ ngoài của hạt lúa mì rồi mới đem đi xay. Nhưng chính cái phần vỏ ngoài mới là phần tập trung nhiều chất dinh dưỡng nhất, cho nên bột mì nguyên cám sẽ có thành phần dinh dưỡng cao hơn. Một số ưu điểm của bột nguyên cám là có chỉ số đường huyết thấp hơn, không sinh nhiều axit cho máu, không bị nhiễm chất hóa học trong quá trình tẩy trắng bột, nên đây còn là loại thực phẩm lý tưởng cho những người muốn giảm cân. Nhưng mà các cặn sắt trong sợi cám sẽ làm cắt đứt sợi gluten trong bột, tạo nên nhiều lỗ khí nhỏ và bị mắc kẹt bên trong khối bột, làm cho bột khó nở và không ổn định cấu trúc, cho nên đôi khi bạn sẽ thấy bánh thành phẩm có kết cấu hơi bết đặc hơn bình thường nha. Mình sẽ cho thêm vào bột quả nam Việt Quất khô, nho khô và hạnh nhân lát để tăng thêm hương vị cho bánh nè. Trộn sơ lên nữa là đem đi nướng được rồi. Mình dùng khuôn tháo rời để tí nữa lấy bánh ra dễ hơn. Mình sẽ nướng bánh trong khoảng 50 phút ở nhiệt độ là 180 độ C. Bạn nhớ canh bánh để không bị khét nha. Bánh chín rồi thì mình sẽ lấy bánh ra để nguội nhiệt độ phòng. Bột mì nguyên cám sẽ có thời hạn sử dụng ngắn hơn bột mì trắng vì chứa hàm lượng dầu cao, dễ bị ôi hóa nếu không bảo quản đúng cách. Mà bánh thành phẩm hơi khô nữa là mình chỉ ăn trong 3 ngày nhiệt độ phòng thôi nhé. Bạn có thể dùng khuôn nhỏ hơn với lượng nguyên liệu ít hơn nếu chỉ có một mình bạn ăn kiêng thôi, để không là bánh sẽ bị hư uổng lắm đó nha. Bánh khô năng kèm với kem phô mai sữa chua và trái cây sẽ rất tuyệt vời luôn.
Mình dùng mascarpone, loại phô mai kem dùng trong bánh tiramisu vì nó mềm hơn và ít chua hơn cream cheese, trộn với sữa chua không đường, đường cỏ ngọt và vani nước. Mình đánh bằng máy để kem bông lên là dùng được rồi nè. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi, mình thưởng thức thôi. Nếu thích hãy bấm đăng ký theo dõi kênh Nga nên thử miếng của mình để xem thêm nhiều món ăn độc đáo khác nữa nha. Bánh này thực ra chỉ cần ăn một miếng là đã thấy no rồi. Như mình có nói trước đó, bánh sẽ hơi đặc và khô nhưng bên trong lại có yến mạch dai dai nè. Hạnh nhân thì giòn giòn nè. Lúc ăn sẽ có thêm vị chua chua ngọt ngọt của Nam Việt quất và nho khô nữa. Rất là lạ miệng luôn. Mình sẽ để kem lạnh lên chung đĩa để ăn kèm luôn nè. Thêm vịt quất và mâm xôi tươi nữa để ăn không bị ngán nha. Ta-da! Bánh yến mạch nguyên cám của mình đã hoàn thành rồi đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hy vọng gợi ý của mình sẽ giúp bạn có thêm một món ăn kiêng mới lạ nha. Chúc mọi người thành công và ngon miệng.